Thời gian trước đây tôi là thành viên của hội thánh trưởng lão Hàn Quốc. Tôi nhớ lúc đó khi con gái tôi mắc bệnh, mọi người trong gia đình tôi bắt đầu tin vào Đức Chúa Giêsu. Từ khi nhà tôi tin Chúa, bệnh tình của con gái tôi ngày một thuyên giảm rõ rệt. Tôi chân thành cảm tạ lòng thương xót của Đức Chúa Giêsu. Từ đó trở đi, tôi đã thề là sẽ trung thành đi theo Chúa, nỗ lực để trở thành người mà Ngài yêu cầu và làm thỏa lòng Ngài. Vì vậy, tôi chưa bao giờ bỏ buổi thờ phượng nào dù công việc có bận tới đâu đi nữa tôi cũng thường hay làm từ thiện và dân của lễ tích cực tham gia các hoạt động của hội thánh anh quả là người nhiệt tâm mưu cầu đúng vậy tôi đã dành gần như hầu hết thời gian vào việc đọc hiểu kinh thánh tham gia các hoạt động của hội thánh còn với gia đình bạn bè hoặc là đồng nghiệp thân thiết thường hay tổ chức những bữa ăn tối thân mật hoặc là các buổi tụ họp thì tôi hiếm khi tham gia lắm cũng vì vậy mà họ tỏ ra khá thất vọng đối với tôi đặc biệt là một số bạn bè tôi thấy từ lúc tôi bắt đầu tin chúa thì không uống rượu không hút thuốc lá khi họ rủ rê ăn nhậu tôi cũng không nhận lời vậy là họ bắt đầu cười cợt và nói đủ lời chế nhạo tôi kiểu như cậu có vẻ thích tới hội thánh quá ha vậy cậu nói tôi nghe thử coi cậu tới hội thánh đều đặn hàng ngày thì được cái gì chứ cậu tin vào chúa như vậy thì được cái gì hả ừ. vậy anh trả lời những câu hỏi đó thế nào nói thật là lúc đó khi bị người xung quanh hỏi dồn dập như vậy tôi thực sự cũng không biết phải nói gì hết nhưng mà cũng vì những câu hỏi mà họ đặt ra à nên tôi mới bắt đầu nghiêm túc suy gẫm à phải ha tôi tin chúa rốt cuộc là vì cái gì để xin đức chúa trời chữa lành cho con gái tôi hay là mong cho gia đình được mạnh khỏe bình an phải chăng tin chúa chỉ là đọc kinh thánh và dành thời gian tới nhà thờ mỗi ngày hay sao Tôi thực sự cũng không rõ nữa, cho nên tôi đem những câu hỏi này đi hỏi các mục sư trưởng lão trong hội thánh. Ồ, vậy họ trả lời thế nào? Câu trả lời của họ thực sự khá giống nhau, rằng đức tin của chúng ta là để mong cầu ân điển cứu rỗi hoàn toàn của Chúa và khi Ngài tái lâm, Ngài sẽ đưa ta vào thiên quốc để có được sự sống đời đời. Cách trả lời đó dường như đã giải quyết được sự mơ hồ của tôi, nhưng lại nêu lên một câu hỏi khác. Vậy làm sao để tôi được vào thiên quốc đây chứ. Họ đều nói với tôi rằng thư Roma chương 10 câu 10 có viết Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Nghĩa là nhờ tin Chúa mà ta được tha tội và đồng thời đã được cứu rỗi. Nên khi Chúa tái lâm Ngài sẽ đưa chúng ta thẳng vào thiên quốc. Cho nên về việc được vào thiên quốc mọi người không cần lo lắng chỉ cần có đức tin thì sẽ được. Câu trả lời đó có giải quyết được sự mơ hồ của anh không? Không hề. Lúc đó tôi nghĩ bụng, Đức Chúa Trời là thánh khiết, hơn nữa kinh thánh có viết như vậy, nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Chính Chúa đã yêu cầu chúng ta phải trở nên thánh khiết, nhưng giờ tôi lại sống trong tội lỗi và không thể đưa lời Ngài vào thực hành. Sao tôi xứng đáng bước vào thiên quốc chứ? Đức Chúa Giêsu đã phán với chúng ta rằng ngươi hãy hết lòng hết ý hết linh hồn mà yêu mến chúa là đức chúa trời ngươi ấy là điều răng thứ nhất và lớn hơn hết điều răng thứ hai cũng như vậy ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình nhưng mà trong đời sống thường nhật của tôi yêu cầu đơn giản chính là yêu thương dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể làm được tôi yêu gia đình của mình nhiều hơn là yêu chúa và tôi không thể thực sự yêu người như chính mình mỗi khi bị bạn bè và gia đình cười nhạo và buông lời chế diễu, tôi lại lập tức xin lòng thù ghét quán giận họ, thay vì bao dung và nhẫn nhịn. Tôi cũng nhớ tới trong thư Hebrew chương 10 câu 26 có viết rằng, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Tôi biết rõ, Chúa yêu cầu tôi làm những gì, nhưng tôi lại không thể thực hiện. Tôi cứ mãi sống trong tội lỗi, Hậu quả của tội lỗi chính là cái chết. Nếu đúng thật là vậy, thì tôi nhận thấy kết cục của tôi và của những người ngoại đạo có khác biệt gì nhau đâu. Ây cha, cho nên tôi nghĩ rằng, việc có thể bước vào thiên quốc không đơn giản như những gì một sư trưởng lão đã nói. Nhưng về phương cách để có thể bước vào thiên quốc và đạt được sự sống đời đời, tôi vẫn chưa tìm được con đường nào. Ồ, vậy anh có tiếp tục tìm kiếm không? Có chứ tôi vẫn tiếp tục hỏi các mục sư trưởng lão và bạn bè trong hội thánh mà tôi quen biết nhưng không có người nào có câu trả lời rõ ràng họ chỉ hỏi lại tôi tại sao lại đột nhiên hỏi những câu hỏi kỳ lạ như vậy họ còn nói là mọi người thực hành đức tin như vậy bao đời rồi những câu trả lời của mọi người không thể giải quyết được sự mơ hồ của tôi cho nên sau đó tôi đã quyết định đọc lại toàn bộ bốn sách phúc âm nghĩ rằng trong những lời của Đức Chúa Giêsu chắc hẳn sẽ có câu trả lời. Một ngày vào năm 2008, tôi đã đọc được những câu này. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Khi đọc xong những câu kinh thánh này, trong lòng tôi thấy hoang mang vô cùng tại sao chúa lại phán rằng chúng ta nên sống và tin vào ngài là tín hữu chẳng phải chúng ta đều sống và tin vào ngài hay sao không lẽ chúa lại coi chúng ta là những kẻ chết ây chà chuyện này khiến cho lòng tôi dấy lên rất nhiều câu hỏi một thời gian dài tôi dành hết thời gian rảnh để tìm cách giải đáp được chuyện này nhưng mà tôi không tài nào tìm ra ý nghĩa thực sự của nó rồi tôi lại tới gặp các mục sư trưởng lão và các thành viên khác của hội thánh để hỏi về vấn đề này. Tuy nhiên, họ không những không trả lời được mà còn buông lời chế giễu và cười nhạo tôi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng có ý nghĩa gì đó ẩn sâu đằng sau những gì mà Chúa đã phán. Một lần nọ, tôi tình cờ đọc được đoạn này trong Phúc âm Matthew. Lại một môn đồ khác thưa cùng ngài rằng, lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy theo ta để cho kẻ chết chôn cất kẻ chết. Ý, khi đọc tới khúc Chúa Giêsu phán để cho kẻ chết chôn cất kẻ chết, tôi thấy hơi mơ hồ. Tại sao Chúa Giêsu lại coi những người còn sống vào thời điểm đó là những người đã chết? Vậy Ngài coi chúng ta là người sống hay là kẻ chết đây? Tôi cứ tưởng Kinh Thánh đã viết rằng hậu quả của tội lỗi là cái chết. Và lúc đó tôi đang sống trong tội lỗi. Đó có phải là kẻ chết mà Chúa đã ám chỉ hay không? Nếu quả thật như vậy, làm sao tôi có thể sống lại được? Làm cách nào tôi được vào Thiên Quốc đây? Chà, lúc đó trong lòng tôi có đầy những câu hỏi hóc búa mà tôi không tài nào giải đáp được. À, nhưng mà trong thâm tâm tôi biết rất rõ một điều bởi vì chính chúa đã phán ra những điều này vậy thì câu trả lời chắc hẳn phải nằm đâu đó trong kinh thánh cho nên tôi không đánh mất đức tin mà tiếp tục tìm kiếm câu trả lời tốt quá muốn tìm kiếm lẽ thật thì cần phải có đức tin à, chính xác tạ ơn chúa hướng dẫn tôi một vài tháng sau tôi đọc được lời phán khác của đức chúa Giêsu quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi giờ đến và đã đến rồi khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của con đức chúa trời và những kẻ nghe sẽ được sống. Ê chà, vừa đọc được câu kinh thánh đó xong, trong lòng tôi lập tức sáng tỏ. Thì ra kẻ chết được sống lại khi họ nghe thấy tiếng của Đức Chúa trời. Trong lòng tôi thấy chắc chắn đây chính là lời giải đáp mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng mà tôi vẫn còn có một chút mơ hồ. Nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng của Chúa từ lâu, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi vậy tôi có được tính là người sống hay không à vậy thì câu những kẻ nghe sẽ được sống thực sự ám chỉ điều gì làm cách nào mọi người được sống đây có phải là chúa còn nhiều lời để phán khi ngài tái lâm mà chúng ta cần phải nghe không nếu quả thật như vậy làm cách nào chúng ta nghe được tiếng đức chúa trời chúng ta có thể nghe được ở đâu đây tôi không thể giải đáp được cho nên đã cầu nguyện với chúa lạy chúa xin hãy cho con nghe tiếng ngài càng sớm càng tốt con không muốn làm kẻ chết xin hãy cho con được sống sau đó mỗi khi tới nhà thờ để lắng nghe các mục sư giảng dạy tôi bắt đầu để tâm chú ý xem các mục sư có nói điều gì về tiếng của chúa hay sự tái lâm của chúa trong các bài giảng của họ hay là không nhưng mà tôi chỉ cảm thấy thất vọng khi họ chỉ dặn chúng tôi hết sức đề phòng dĩ giáo cứ theo dõi và chờ đợi mà không hề nói chút gì về chuyện tái lâm của chúa tôi cũng đã tới gặp vài người chủ chốt phụ trách hội thánh để giải đáp khúc mắt nhưng họ lại khăng khăng cho rằng tôi liên tục hỏi như vậy là do tôi không có đức tin rằng tôi giống như tô ma vậy là họ bắt đầu tẩy chay tôi à, sau đó các thành viên hội thánh khác từng rất hòa thuận với tôi cũng bắt đầu dần xa cách tôi không những vậy còn tẩy chay tôi nữa rốt cuộc Tôi đã phải rời bỏ hội thánh mà tôi gắn bó suốt 18 năm Hả? À, vậy sau đó anh có tiếp tục tìm câu trả lời không? Có chứ Suốt thời gian đó Cả ngày tôi cứ xem những chương trình trên các kênh truyền hình CBS và CTS Hy vọng nghe được tiếng của Đức Chúa Trời từ bài giảng của các mục sư nổi tiếng Tôi làm vậy ròng rã gần 6 tháng trời Mỗi ngày bỏ ra khoảng hơn 10 tiếng để xem những chương trình này Chắc là anh đã nghe rất nhiều bài giảng Phải, tôi thật sự đã nghe rất nhiều bài giảng nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời mà mình hằng mong muốn trong lúc các mục sư rao giảng họ cứ nói rằng không bao lâu nữa chúa sẽ tái lâm thôi chúng ta phải theo dõi và chờ đợi nhưng trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi các mục sư luôn miệng nói rằng chúa sắp tái lâm nhưng mà rốt cuộc khi nào ngài mới tái lâm chứ và tại sao chúng ta vẫn chưa được nên tiếp ngài à, trong những ngày đó tôi không ngừng cầu nguyện với chúa tôi thưa lạy chúa con đã chờ đợi ngài bao lâu nay con luôn mong chờ được nên tiếp ngài trong lúc con vẫn còn sống mong được nghe thấy tiếng ngài lạy chúa khi nào thì ngài mới đến vậy xin hãy cho con nghe thấy tiếng của ngài đúng là có quá nhiều trắc trở rốt cuộc bằng cách nào anh lại đọc được những lời của đức chúa trời toàn năng và nghe thấy tiếng của đức chúa trời nhờ tôi đọc báo đó đọc báo hả đúng vậy một ngày nọ, vào tháng 3 năm 2013, ở lối vào của tòa nhà nơi tôi đang ở, một ông cụ nhìn có vẻ tầm ngoài 70 tuổi bước đi về phía tôi rồi hỏi tôi, có muốn đặt mua dài hạng báo Chô Sinh không? Tôi liền thầm nghĩ bụng, bây giờ mọi người có điện thoại và máy tính hết rồi, còn có ai đọc báo giấy nữa chứ. Cho nên tôi liền kêu ông cụ mau đi đi. ấy vậy mà, suốt mấy ngày sau đó, ông cụ đó cứ lần nào nhìn thấy tôi là lại mời tôi đặt mua báo tôi vẫn nhất quyết từ chối ông ấy nhưng thật không ngờ là một tháng sau đó thực sự không biết tình cờ thế nào tôi gặp lại ông cụ đó ở cạnh thang máy cứ như thể ông ấy ở đó chờ tôi vậy khi nhìn thấy tôi ông ấy cười rất tươi chào hỏi tôi sau khi chào hỏi xong ông ấy lại mời tôi đặt mua báo tôi thấy hơi ngạc nhiên cũng một thời gian rồi tại sao ông cụ này lại cứ kiên trì muốn bán báo cho mình bằng được vậy chứ. Sau đó, để khỏi mất lòng, rốt cuộc tôi cũng đã đặt mua tờ báo đó. Nhưng mà vì một vài lý do, suốt một thời gian khá lâu tôi không rảnh để đọc nó. À, sau đó vào một buổi sáng, chắc là đầu tháng 5, khi họ mới giao báo tới, tôi vẫn như thường lệ, cầm lấy tờ báo, sau đó đọc lướt qua các tiêu đề tóm tắt nội dung. Thì đột nhiên, Tôi nhìn thấy một tiêu đề khiến tôi rất quan tâm. Tiêu đề đó viết rằng Đức Chúa Giêsu đã tái lâm, Đức Chúa Trời toàn năng đang bày tỏ lời vào thời đại vương quốc. Lúc đó tôi đã hoàn toàn bị sốc. Cái gì? Chúa đã tái lâm thật à? Đức Chúa Trời toàn năng, thời đại vương quốc. Có thật sự là Chúa đã tái lâm không? Ấy chà, phải nói là lúc đó trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn, thật sự phấn khích. Cuối cùng anh cũng hay tin về sự tái lâm của Chúa, chính xác. Nhưng rồi tôi lại rất thắc mắc rằng liệu đây có phải là tin giả không? Vì vậy, tôi nhanh chóng nhìn xuống cuối trang báo thật kỹ lần nữa và nhìn thấy số điện thoại của hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng có địa chỉ cũng như tên của vài cuốn sách từ hội thánh. Tôi cảm thấy là mình phải tìm hiểu thật kỹ chuyện này mới được, bởi vì sự tái lâm của Chúa là chuyện rất hệ trọng. Vì vậy, tôi liền gọi ngay đến số điện thoại vừa tìm thấy trong bài báo. Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia là giọng của một chị. Tôi lập tức hỏi chị ấy. Tôi nói, cho hỏi một chút, những gì viết trong bài báo này có đúng sự thật không vậy? Chúa đã tái lâm rồi sao? Những lời này đến từ Đức Chúa Trời thật à? Chị ấy trả lời tôi, đúng vậy. Chị Kim và chị Phát từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã sắp xếp thời gian để đến gặp tôi họ đã thông công với tôi ba giai đoạn công tác của đức chúa trời tôi nhớ chị kim đã thông công rằng kể từ khi tổ tiên của loài người adam và eva bị sa tăng làm cho bại hoại con người đã sống trong tội lỗi dưới sự thống trị của các thế lực sa tăng bị sa tăng bỡn cợt và hãm hại đức chúa trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi sự thống trị của sa tăng lần lượt là thời đại luật pháp thời đại ân điển và thời đại dương quốc Ba giai đoạn công tác này hoàn toàn khác nhau, nhưng đều được thực hiện bởi cùng một Đức Chúa Trời. Mỗi một giai đoạn công tác đều cần thiết cho nhân loại bại hoại. Hơn nữa, mỗi giai đoạn được xây dựng dựa trên nền móng giai đoạn trước đó để thực hiện công tác sâu xa và tiến bộ hơn. Sau đó, chị ấy đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi nghe. Tôi đọc các bạn nghe nha. Được. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán, kế hoạch quản lý 6.000 năm được chia thành ba giai đoạn công tác không giai đoạn nào có thể một mình đại diện cho công tác của ba thời đại mà chỉ là một phần của tổng thể danh jehovah không thể đại diện cho toàn bộ tâm tính của đức chúa trời việc ngài đã thực hiện công tác của mình trong thời đại luật pháp không chứng minh rằng đức chúa trời chỉ có thể là đức chúa trời theo luật pháp đức jehovah đã đặt ra luật pháp cho con người và ban truyền các điều răn cho họ yêu cầu con người xây dựng đền thờ và bàn thờ công tác ngài đã làm chỉ đại diện cho thời đại luật pháp công tác mà ngài đã làm này không chứng minh rằng đức chúa trời chỉ là một đức chúa trời yêu cầu con người tuân giữ luật pháp hoặc rằng ngài là đức chúa trời trong đền thờ hoặc rằng ngài là đức chúa trời trước bàn thờ nói vậy sẽ là sai sự thật công tác đã được thực hiện theo luật pháp chỉ có thể đại diện cho một thời đại do đó nếu đức chúa trời chỉ làm công tác trong thời đại luật pháp thì con người sẽ giới hạn đức chúa trời trong định nghĩa sau đây cho rằng đức chúa trời là đức chúa trời trong đền thờ và để hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta phải mặc áo choàng của thầy tế lễ và bước vào đền thờ. Nếu công tác trong thời đại ân điển chưa bao giờ được thực hiện và thời đại luật pháp vẫn tiếp tục cho đến hiện tại thì con người sẽ không biết được rằng Đức Chúa Trời cũng nhân từ và yêu thương. Nếu công tác trong thời đại luật pháp đã không được thực hiện và thay vào đó chỉ có công tác trong thời đại ân điển thì tất cả những gì con người biết sẽ là Đức Chúa Trời chỉ có thể cứu chuộc con người và tha thứ cho những tội lỗi của con người con người sẽ chỉ biết rằng ngài thánh khiết và vô tội và rằng vì con người mà ngài có thể hy sinh bản thân và chịu đóng đinh con người sẽ chỉ biết những điều này mà không có hiểu biết về điều gì khác do đó mỗi thời đại đều đại diện cho một phần tâm tính của đức chúa trời về việc các khía cạnh nào của tâm tính đức chúa trời được thể hiện trong thời đại luật pháp khía cạnh nào trong thời đại ân điển và khía cạnh nào trong giai đoạn hiện tại này chỉ khi cả ba giai đoạn đã được hợp nhất thành một tổng thể thì chúng mới có thể tiết lộ toàn bộ tâm tính của đức chúa trời chỉ khi con người biết đến cả ba giai đoạn thì họ mới có thể hiểu đầy đủ về nó không giai đoạn nào trong ba giai đoạn này có thể bỏ qua ngươi sẽ chỉ thấy toàn bộ tâm tính của đức chúa trời sau khi biết được ba giai đoạn công tác này việc đức chúa trời đã hoàn tất công tác của ngài trong thời đại luật pháp không chứng minh rằng ngài chỉ là đức chúa trời theo luật pháp và việc ngài đã hoàn tất công tác cứu chuộc của mình không có nghĩa là đức chúa trời sẽ mãi mãi cứu chuộc nhân loại đây đều là những kết luận mà con người rút ra thời đại ân điển đã kết thúc vậy thì ngươi không thể nói rằng đức chúa trời chỉ thuộc về thập tự giá và chỉ một mình thập tự giá đại diện được cho sự cứu rỗi của đức chúa trời làm vậy sẽ là định nghĩa đức chúa trời trong giai đoạn hiện tại đức chúa trời chủ yếu đang làm công tác của lời nhưng ngươi không thể vì thế mà nói rằng Đức Chúa Trời chưa bao giờ thương xót con người và rằng tất cả những gì Ngài đã mang lại đều là sự hành phạt và phán xét. Công tác trong thời kỳ sau rốt tỏ bày công tác của Đức Giê-hô-va và Jesus Giê cùng mọi lẽ nhiệm màu mà con người không hiểu được để tiết lộ đích đến và kết cục của loài người và kết thúc mọi công tác cứu rỗi giữa nhân loại. Giai đoạn công tác này trong thời kỳ sau rốt khép lại mọi thứ Mọi lẽ nhiễm màu mà con người không hiểu cần phải được làm sáng tỏ để cho phép con người dò đến tận đáy của chúng và có một sự hiểu biết hoàn toàn rõ ràng trong lòng họ. Chỉ khi đó, loài người mới có thể được phân chia theo loại. Chỉ sau khi kế hoạch quản lý 6.000 năm được hoàn tất thì con người mới hiểu được toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời vì sự quản lý của Ngài khi đó đã kết thúc. Đọc lời Đức Chúa Trời xong, chị Kim đó lại thông công thêm cho tôi. Tôi biết được rằng kế hoạch quản lý 6.000 năm đã được chia thành 3 thời đại, 3 giai đoạn khác nhau. Lần lượt là thời đại luật pháp, thời đại ân điển và thời đại dương quốc. Trong thời đại luật pháp, Đức Giê-hô-va ban hành luật pháp để mọi người biết được tội lỗi là gì. Trong thời đại ân điển, Đức Chúa Giê-xu hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài bị đóng đinh vào thập giá và Ngài tha tội cho chúng ta, giúp ta thoát khỏi nguy cơ bị pháp luật lên án và xử tử còn trong thời đại dương quốc đức chúa trời toàn năng đang thực hiện công tác phán xét để giải quyết tận gốc tội lỗi của con người làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta triệt để đưa chúng ta vào dương quốc của ngài ba giai đoạn công tác diễn ra ở những thời đại khác nhau bao gồm những sự việc khác nhau nhưng được thực hiện bởi một đức chúa trời chỉ một đức chúa trời thực hiện công tác khác nhau trong những thời đại khác nhau sau khi hiểu ra điều này tôi thấy trong lòng mình thực sự được khai sáng à, anh có cảm thấy những câu hỏi của mình đã được giải đáp không ừ chỉ có một số thôi. Chẳng hạn như làm cách nào để được bước vào thiên quốc, chị Kim đã thông công rằng chỉ khi ta trải qua sự phán xét và sự hành phạt của Đức Chúa Trời, loại bỏ sự bại hoại của chúng ta, được Đức Chúa Trời cứu rỗi triệt để, ta mới có thể bước vào vương quốc của Ngài. Sau đó thì chị Phát đã thông công với tôi về cách Đức Chúa Trời toàn năng làm tinh sạch mọi người thông qua công tác phán xét của Ngài. Chị ấy chia sẻ một đoạn lời Đức Chúa Trời toàn năng, tôi đọc cho các bạn nghe nha. Được. Đức Chúa Trời toàn năng phán, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều dạng lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, vân vân. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hát hủi Đức Chúa Trời được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của sa tăng và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời, Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét. Chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời và về những lẽ nhiệm màu mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này, thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời. Rồi chị phát nói với tôi, Đức Chúa Trời toàn năng dùng lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch mọi người. Đức Chúa Trời toàn năng đã bày tỏ hàng triệu lời những lời đó tỏ lộ những lẽ nhiệm màu của Kinh Thánh và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời. Và chúng cũng phơi bày căn nguyên sự phạm tội của con người, lẽ thật về sự bại hoại của ta. Một số nói về sự thay đổi tâm tính và lối vào sự sống. Một số nói về việc định đoạt kết cục của mọi người, dân dân. Tất cả những lời này đều là lẽ thật và đều đến từ Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta thấy tâm tính công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài cho dù là bất cứ ai đọc lời ngài đều có thể cảm nhận được trong lời ngài có thẩm quyền và có quyền năng đức chúa trời nhìn thấu tất cả chỉ đức chúa trời mới có thể hiểu rõ nhân loại bại hoại đức chúa trời phơi bày mọi tâm tư ý niệm quan điểm và tình trạng bại hoại của ta hết sức rõ ràng và bằng những lời vô cùng thực tế ngài còn tỏ lộ và phân tích thực chất của sự bại hoại này ngài giải quyết tận gốc sự phạm tội và chống đối đức chúa trời của nhân loại chị ấy còn nói qua sự phán xét cũng như sự vạch trần và sự tinh luyện của lời ngài chúng ta hiểu ra sự thật chân tướng của sự bại hoại của chúng ta do sa tăng gây ra rồi chúng ta thấy được mình kiêu ngạo và gian trá ích kỷ và hèn hạ đến mức độ nào ta nói và hành động đều do sự bại hoại xui khiến chúng ta không hề sống trọn một hình tượng giống con người mà cứ tranh danh đoạt lợi dụng tâm mưu đồ dối trá và lừa gạt thậm chí còn ganh tị và thù hằn. Hơn nữa, có đức tin nhưng không tuân phục Đức Chúa Trời, trong lòng đầy dục vọng ngông cuồng. Khi gặp phải những thử luyện hay gặp phải những điều khó khăn là ta lại quán trách và chống đối Đức Chúa Trời. Qua sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu được những lẽ thật, đạt được sự phân định giữa những điều tích cực và những điều tiêu cực. Về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, không dung thứ cho sự xúc phạm, ta cũng có hiểu biết thêm dần dần chúng ta sẽ sinh lòng tôn kính và quy phục đức chúa trời chúng ta có thể ăn năn tiếp nhận sự phán xét và hành phạt của ngài thực hành theo những lời mà ngài phán chị ấy còn nói nếu không có lời của ngài phơi bày chúng ta mà chỉ dựa vào những lời cầu nguyện và thú tội sẽ không thể nào hiểu ra thông qua sự kiểm điểm chứ đừng nói tới chuyện giải quyết tận gốc tội lỗi của mình thông qua trải nghiệm chúng ta cũng thấy rằng sự phán xét của đức chúa trời là tình yêu chân thật nhất sự cứu rỗi vĩ đại nhất mà ngài dành cho con người nếu như không có công tác thực tế đó của ngài tâm tính bại hoại của chúng ta sẽ không bao giờ được làm cho tinh sạch chính vì vậy tiếp nhận công tác phán xét của đức chúa trời thời kỳ sau rốt chính là con đường duy nhất để bước vào thiên quốc phải một cách rất hay để mô tả con đường vào thiên quốc đúng vậy sau đó chị ấy đã kể cho tôi nghe chứng ngôn của cá nhân họ về sự phán xét trong lời đức chúa trời những điều mà họ kể đều rất thực tế có thể nói rằng Công tác của Đức Chúa Trời toàn năng chính là những gì tôi cần về mặt thuộc linh. Công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời thực sự có thể thay đổi làm tinh sạch mọi người. Và cách duy nhất để có thể được bước vào thiên quốc là tiếp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời. Khoảng vài ngày sau đó, các chị ấy còn nói cho tôi nghe vì sao giới tôn giáo hiện đang hoang tàn, bài giảng của các mục sư dần trở nên khô khan. Còn có câu chuyện thật đằng sau kinh thánh, những lễ nhiệm màu và ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy những lời của Đức Chúa Trời toàn năng chứa đựng rất nhiều điều, giúp tôi hiểu rõ rất nhiều lẽ nhiệm màu. Sau khi tìm hiểu, tôi đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời toàn năng. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Cuối cùng anh đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và ngân tiếp Chúa. Phải, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau đó, các chị ấy đã cho tôi mấy cuốn sách lời Đức Chúa Trời. Sau khi về tới nhà, tôi liền mở một quyển ra đọc cuốn kỳ thư mà chiên con đã mở. Điều đầu tiên đọc vào mắt tôi là những lời của Đức Chúa Trời mà tôi đọc được ở phần mở đầu đức chúa trời toàn năng phán dù nhiều người tin vào đức chúa trời nhưng ít ai hiểu đức tin nơi đức chúa trời nghĩa là gì và họ phải làm gì để tuân theo ý muốn của đức chúa trời đó là vì dù con người quen với từ đức chúa trời và những cụm từ như công tác của đức chúa trời nhưng họ lại không biết về đức chúa trời và càng không biết về công tác của ngài thế nên không lạ gì khi tất cả những ai không biết về đức chúa trời đều mơ hồ trong niềm tin vào ngài con người không xem trọng niềm tin vào đức chúa trời và điều này hoàn toàn là vì việc tin vào đức chúa trời quá lạ lẫm quá xa lạ đối với họ theo cách này họ không đáp ứng được các yêu cầu của đức chúa trời nói cách khác nếu con người không biết về đức chúa trời và không biết về công tác của ngài thì họ không phù hợp để được đức chúa trời sử dụng và càng không thể đáp ứng ý muốn của ngài niềm tin nơi đức chúa trời nghĩa là tin rằng có một đức chúa trời đây là khái niệm cơ bản nhất về việc tin vào đức chúa trời hơn nữa tin rằng có một đức chúa trời không giống với thực sự tin vào đức chúa trời đúng hơn đó chỉ là một loại đức tin đơn giản mang đậm màu sắc tôn giáo đức tin thực sự nơi đức chúa trời nghĩa là như sau trên cơ sở niềm tin rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên vạn vật, một người trải nghiệm lời Ngài và công tác của Ngài, gột sạch tâm tính bại hoại của mình, thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời và đi đến hiểu biết về Đức Chúa Trời, chỉ có hành trình kiểu này mới có thể được gọi là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời rất cụ thể và thực tế, cho thấy ý nghĩa chân thật của đức tin vào Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng đức tin cần phải có sự trải nghiệm những lời và công tác của đức chúa trời để ta loại bỏ sự bại hoại đạt được lẽ thật và hiểu đức chúa trời như vậy mới chính là đức tin chân thật trước đây tôi từng nghĩ rằng đức tin nghĩa là cầu nguyện với chúa mỗi ngày chăm chỉ tham gia lễ thờ phượng đáng buồn thay tôi chưa bao giờ có thể biết được rằng liệu bản thân mình có đang đi đúng con đường đức tin không nên từ đó đến giờ tôi gặp rất nhiều trắc trở đọc lời của đức chúa trời toàn năng tôi mới bừng tỉnh nhận ra con đường đức tin mà tôi đã đi trước đây là con đường hoàn toàn sai lầm sau đó ở trong trang một lục tôi nhìn thấy một tiêu đề người có phải người đã sống dậy không ây cha, nó khiến tôi lập tức chú ý nên tôi dở tới trang nó ngay trong đó có lời đức chúa trời phán đức chúa trời toàn năng phán đức chúa trời đã tạo nên con người nhưng sau đó con người đã bị sa tăng làm bại hoại đến nỗi con người đã trở thành những kẻ chết do vậy sau khi ngươi đã thay đổi ngươi sẽ không còn giống với những kẻ chết này nữa chính lời đức chúa trời đã khơi lại linh hồn con người và khiến họ được tái sinh và khi linh hồn của con người được tái sinh thì họ sẽ sống dậy khi ta nói đến những kẻ chết nghĩa là ta đang ám chỉ những cái xác không hồn là những kẻ mà linh hồn của họ đã chết trong họ khi linh hồn của con người được khơi lại thì họ sẽ sống dậy các thánh đồ được nói đến trước kia ám chỉ những người đã sống dậy những người đã chịu sự ảnh hưởng của sa tăng nhưng đã đánh bại sa tăng kẻ chết là những kẻ chống đối và phản nghịch đức chúa trời họ là những người bị tê liệt về linh hồn và không hiểu lời đức chúa trời họ là những người không đưa lẽ thật vào thực hành và chưa có chút lòng trung thành nào với đức chúa trời và họ là những người sống dưới quyền của sa và bị sa lợi dụng kẻ chết thể hiện bản thân bằng cách chống đối lẽ thật bằng cách phản nghịch Đức Chúa Trời và bằng sự hèn mọn, đê tiện, hiểm độc, tàn bạo, giả dối và xảo quyệt. Ngay cả khi những người như thế ăn và uống lời Đức Chúa Trời, họ vẫn không thể sống bày tỏ ra lời Đức Chúa Trời. Mặc dù họ sống, nhưng họ chỉ là những cái xác biết đi, biết thở. Kẻ chết hoàn toàn không thể làm vừa lòng Đức Chúa Trời, càng không thể tuyệt đối vâng lời Ngài. Họ chỉ có thể lừa dối Ngài, bán bổ đến Ngài và phản bội ngài và tất cả những gì họ mang lại trong cách họ sống đều bộc lộ bản tính của satan nếu con người muốn trở thành những hữu thể sống và muốn làm chứng cho đức chúa trời và được đức chúa trời chấp thuận thì họ phải chấp nhận sự cứu rỗi của đức chúa trời họ phải vui vẻ quy phục sự phán xét và hình phạt của ngài và phải vui vẻ chấp nhận việc tỉa sửa của đức chúa trời và chịu sự xử lý của ngài chỉ khi đó họ mới có thể đưa mọi lẽ thật mà đức chúa trời yêu cầu vào thực hành và chỉ khi đó họ mới có được sự cứu rỗi của đức chúa trời và thật sự trở thành người sống người sống được đức chúa trời cứu rỗi họ được đức chúa trời phán xét và hành phạt họ sẵn lòng dân mình và họ vui vẻ hy sinh sự sống của mình cho đức chúa trời và họ sẽ hoan hỷ dành cả cuộc đời mình cho đức chúa trời chỉ khi người sống làm chứng cho đức chúa trời sa tăng mới có thể bị hổ thẹn chỉ người sống mới có thể loan báo công tác phúc âm của Đức Chúa Trời, chỉ người sống mới có thể sống hợp lòng Đức Chúa Trời và chỉ người sống mới là người thực sự. Sau khi đọc xong đoạn lời này, trong lòng tôi biết rằng đây chính là câu trả lời mà tôi đã tìm kiếm trong suốt bao nhiêu năm qua. Cuối cùng tôi cũng đã biết được kẻ chết hay người sống có nghĩa là gì rồi. Khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam và Eva, họ có thể nghe thấy Đức Chúa Trời có thể thể hiện và tôn vinh Ngài, họ là những người sống có linh hồn. Nhưng rồi, Satan đã xúi dục họ, phản bội Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu sống trong tội lỗi, sống ở dưới sự thống trị của Satan. Cho nên nhân loại ngày càng bị Satan làm cho bại hoại, với đủ loại chất độc Satan ngấm sâu vào trong tâm tính chúng ta. Con người ngày càng lún sâu hơn vào tội lỗi, chối bỏ Đức Chúa Trời, bác bỏ Ngài, chống đối Ngài, chỉ có thể sống trọn tâm tính Satan chúng ta không còn giống như thuở ban đầu được đức chúa trời tạo ra đức chúa trời coi những ai sống trong tội lỗi và sống dưới quyền lực của sa tăng đều là kẻ chết kẻ chết thì hiển nhiên thuộc về sa tăng họ chống đối đức chúa trời bọn họ không xứng đáng bước vào vương quốc của ngài còn người sống thì được đức chúa trời cứu rỗi sự bại hoại của họ được làm cho tinh sạch qua sự phán xét và hành phạt của đức chúa trời họ loại bỏ tội lỗi những thế lực của sa tăng ngừng phản nghịch và chống đối đức chúa trời dù đức chúa trời phán hay công tác thế nào họ vẫn một lòng nghe theo và dân phục người sống có thể làm chứng tôn vinh đức chúa trời là những người duy nhất được đức chúa trời chấp thuận bước vào vương quốc của ngài vậy để có thể trở thành người sống ta phải tiếp nhận lẽ thật mà đức chúa trời toàn năng bày tỏ và trải qua sự phán xét của ngài để đến cuối cùng được làm tinh sạch tâm tính bại hoại lấy lại lương tâm và cả lý trí, biết dân phục đấng tạo hóa, biết thực hành lời Đức Chúa Trời, tôn kính Ngài, làm chứng cho Ngài. Những người này mới thực sự chính là những người được sống lại, những người có thể bước vào thiên quốc được sống đời đời. Ây cha, vào lúc đó, tôi mới thực sự hiểu được Chúa có ý gì khi phán. Ta là sự sống lại và là sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ được sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết đó chính là ý nghĩa của nó khi hiểu ra mọi việc trong lòng tôi thấy vô cùng sáng tỏ ừ. phải nếu không có đức chúa trời toàn năng ừ. chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được chính xác sau đó tôi đọc được một bài khác đó là một bài có tiêu đề là chỉ đấng chris của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu tôi muốn mở một đoạn phim có một đoạn lời trong đó nó khiến cho tôi có ấn tượng rất sâu sắc à, hay quá đức chúa trời toàn năng phán đấng christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến đức chúa trời và được đức chúa trời chấp thuận nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được đấng christ của thời kỳ sau rốt cung cấp thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của jesus và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng bởi ngươi vừa là con dối vừa là tù nhân của lịch sử những ai bị chi phối bởi phép tắc bởi câu chữ và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống Cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời Đó là bởi vì tất cả những gì họ có được Chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay Thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngôi Những ai không được cung cấp nước sự sống Thì sẽ vẫn mãi là những xác chết Là những món đồ chơi của Satan Và là con cái của địa ngục vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy đức chúa trời nếu ngươi chỉ cố bám víu vào quá khứ chỉ cố giữ mọi thứ nguyên trạng bằng cách đứng yên và không thử thay đổi hiện trạng cũng như buông bỏ lịch sử thì chẳng phải ngươi sẽ luôn luôn chống lại đức chúa trời sao các bước trong công tác của đức chúa trời lớn lao và vĩ đại như sóng trào và sấm dội mà ngươi thì ngồi thụ động chờ đợi sự hủy diệt bám lấy sự dại dột của mình và chẳng làm gì cả bằng cách này làm sao ngươi có thể được xem là một người đang theo bước chân của chiên con làm sao ngươi có thể biện hộ rằng đức chúa trời mà ngươi đang bám víu vào là một đức chúa trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ và làm sao những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới? Làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của Đức Chúa Trời? Và làm sao chúng có thể dẫn ngươi lên được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay là những câu chữ có thể đem lại chút khuây khỏa tạm bỡ, chứ không phải là lẽ thật có thể ban sự sống. Thánh kinh mà ngươi đọc chỉ có thể làm phong phú cho miệng lưỡi của ngươi và không phải là những lời triết lý có thể giúp người biết được sự sống của con người, càng không phải là những con đường có thể dẫn dắt người đến sự hoàn thiện. Sự khác biệt này không cho người lý do để suy ngẫm sao? Nó không khiến người nhận ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Người có khả năng tự mình lên thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không có sự hiện đến của Đức Chúa Trời ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với đức chúa trời không giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao vậy thì ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng và hãy nhìn xem ai đang làm việc lúc này nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt nếu không làm thế ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật và sẽ không bao giờ có được sự sống. Đoạn phim này đối với tôi mà nói có tác động lớn vô cùng. Tôi cảm thấy nội dung trong đó thực sự rất có thẩm quyền và mạnh mẽ, chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Đúng vậy. Ngoài Đức Chúa Trời làm gì còn ai có thể trông coi cánh cổng thiên quốc được chứ? Nếu chúng ta muốn được sự sống đời đời, thì phải tiếp nhận con đường sự sống đời đời mà Đấng Chris của thời kỳ sau rốt mang đến. Đức Chúa Giêsu khi tái lâm bày tỏ những lẽ thật đó. Đó là cách duy nhất để hiện thực hóa hy vọng được bước vào trong thiên quốc. Tôi thấy may mắn vì mình đã tìm ra được con đường bước vào thiên quốc, nên tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Tôi đọc ngấu nghiến tất cả những lời của Đức Chúa Trời nhiều lời trong đó thực sự có ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi tôi càng đọc càng biết chắc chắn chúng là lẽ thật những lời này không thể nào đến từ bất cứ một mục sư hay là từ bất kỳ nhà thần học nào lời đức chúa trời toàn năng đã nuôi dưỡng tâm hồn đang lang thang và đói khát của tôi tôi không thể nào không nghĩ tới ông cụ đã bán báo cho tôi chính ông ấy là người kiên trì mời tôi đặt mua báo chính nhờ như vậy mà tôi nghe được tiếng đức chúa trời tôi rất muốn nói lời cảm ơn với ông cụ đó nhưng mà tôi lại không thể tìm được ông ấy sau khi nghĩ về việc này tôi nhận ra rằng đức chúa trời đã cho phép điều đó xảy ra chính ông cụ đó đã mời tôi mua báo để tôi nghe thấy tiếng đức chúa trời và nghe tiếp sự tái lâm của chúa đó chính là sự dẫn dắt của ngài tình yêu của ngài dành cho tôi tôi thật sự biết ơn đức chúa trời ừ. tạ ơn đức chúa trời đó đúng là một câu chuyện đặc biệt cảm ơn tôi cảm thấy rằng mình thật có diễm phúc vô cùng bởi vì khi tôi còn sống đã được nghe tiếng đức chúa trời chứng kiến sự xuất hiện của ngài đây chính là lòng thương xót và ân điển của ngài là sự cứu rỗi của ngài dành cho tôi tạ ơn đức chúa trời toàn năng tạ ơn đức chúa trời tạ ơn đức chúa trời